hơn nữa thân pháp kim bằng phá hư đại thành, Lâm Minh cần một cuộc đại chiến để kiểm nghiệm thực lực của mình, đồng thời cũng làm cho thân thể có thời gian thích ứng với chân nguyên cùng lực lượng thân thể đột nhiên tăng mạnh này. Rầm rầm rầm, con rối mộc nhân lần lượt nổ bung, quán hồng thương giống như con dao long màu tím đen quay cuồng vũ động. Ha ha, đã nghiền, lại đến nữa đi. Lâm Minh cầm quán hồng thương trong tay đại khai đại hợp. Từng thương của hắn đều đem ra hết ý cảnh luyện lực như tơ, trực tiếp đánh cho con rối mộc nhân nổ tung. Thật ra thì Lâm Minh